Lộn rồi, nếu mà mình là tổng thống mình phải là Konotolo. Xin chào bạn đã quay trở lại với channel của mình là tổng thống Heian đây. Và ngày hôm nay chúng ta đã đến với một video Minecraft mới của mình. Nhưng mà trước khi vào video Minecraft của mình, các bạn nhớ đi biết làm gì không? Để lại cho mình một nút like, share, ủng hộ video cho mình. Và đừng quên đăng ký đi, bởi vì đăng ký các bạn sẽ giúp ích cho mình rất là nhiều. Nên như thế các bạn hãy đăng ký để ủng hộ thêm cho mình thiệt là nhiều, để giúp cho mình lên 3.500.000 sub sớm và nhanh, thiệt là nhanh nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Được rồi, ngày hôm nay mình mới có một ý tưởng khá là thú vị, đó chính là sẽ như thế nào nếu mà tổng thống H1H4 được hồi sinh dậy thành baby H1H4, sau đó giết H1H3 thì sẽ như thế nào. Wow, nghe khá là thú vị đó các bạn. Vì con chân chơi gì nữa, các bạn cùng nhau theo chân mình đi thám thính tình hình và chuẩn bị bắt đầu vào cuộc hành trình của chúng ta nào. Baby H1H4. Ok các bạn ơi, và mình tìm được tụi nó đang làm gì rồi nè các bạn. Cho các bạn coi tạo xanh tụi nó đó. Ok các bạn, tụi nó đang tập hợp. À đâu. Bồ Tát bốn rồi. Bồ Tát là chỉ có đường nằm xuống mồ thôi. Đúng rồi. Hát chi rồi các bạn nhìn, hát chi rồi, nó cứ ngồi trên cái mộ của H1H4 rồi. Năm thằng bay được lắm, năm thằng bay chưa biết cái nào là lễ độ đúng không các bạn. Mình mà để ra tay một cái là năm thằng này là ngấm cú đẻo liền. Cây đẹp chứ. Đỡ ngày hôm nay tao sẽ cho tụi mày biết ếm mùi lời hay. Rồi đi thôi. Ồ, chị Nabi đang làm gì? Bà đứng qua nhìn cái gì vậy ta? Quay. Đi đâu vậy ta? Bà đi đâu rồi trời? Bà đi lên đâu á? Bà đi lên căn phòng bí mật gì của bà làm cái gì rồi các bạn ơi? Mình không biết nữa, không có coi được. Thôi, bây giờ đi qua coi Jimmy nữa là xong. Là xong. Vậy là mình có đủ cát của Jimmy đâu. Ôi đây, Jimmy lại đứng nhìn cái gì nữa vậy? Nhìn hộp sữa hả? Nhìn cái hũ sữa làm cái gì vậy ta? Nội này đang canh hay đang làm gì rồi? Ôi kệ đi, được rồi. Bây giờ thì ngày hôm nay kế hoạch baby H1H4 của mình chuẩn bị bắt đầu. Nhưng mà trước khi bắt đầu nhớ là nhấn like video đi. Like video đi các bạn. Ai đang coi công chiếu nhấn like video đi. Bạn nào coi đang coi công chiếu nhấn like video rồi thì để lại số 1 cho tôi nha. Ok, còn bạn nào mà đang coi mình coi video lại thôi nha, coi lại thôi mà kiểu như cũng đã like video rồi thì để lại phím 2 ở dưới bình luận nha. Rồi ok được rồi. Bây giờ thì đi thôi. Bye vào cái chỗ cái mộ của tụi nó hồi nãy, coi tụi nó di chuyển vô để cho mình mượn cái chỗ đó để mình quay các bạn. Nó di chuyển rồi. À, tụi nó qua nhà. Tụi nó đang ở nhà hai chi chơi gì ta? Tụi này đi đâu rồi? Ơi, qua nhà tôi chơi đi, tụi bay chỗ này chán rồi. Ok, hợp lý. Tụi nó qua nhà của thằng Tô gà chơi các bạn ơi. Vậy là quá hợp lý cho mình ngày hôm nay rồi. Tới công chuyện với nó thôi anh em. Let's go. Bùm. Rồi. Trời ơi, nó dám làm cái mộ H4 sau đó nó còn làm cái hình bia mộ ở đây nữa. Thằng này láo thiệt chứ. Được rồi. Ngày hôm nay ta sẽ cho tụi bay biết tay. Được rồi, chuẩn bị cho các bạn coi nè. Ok các bạn ơi, thì mình đã chuẩn bị được hai cái, đó chính là baby H1H4 nè các bạn thấy chưa? Cu te chưa? Được rồi, tiếp theo là H1H3. Rồi, ok, kịch bản hôm nay rất là hấp dẫn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thôi nào. Mình sẽ lấy H1H3 trước, sau đó mình sẽ bay ra thật xa. Rồi bay ra từ đây đi các bạn. Mình sẽ lấy một cái nhành bông. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy cái cây cúp vũ khí của H1H3 ra. H1H3 thì chỉ thích dùng cúp thôi nha các bạn. Bạn nào mà la H1H3 mà dùng kiếm là buồn lắm đó. Rồi chuẩn bị chưa? 3, 2, 1 chuẩn bị. Mấy hình H1H3. Rồi ok, H1H3 sẽ đi qua này. La 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 la. Đó. Hay đằng kia chính là cái bia mộ của H1H4 các bạn. H1H3 đang đi tới. Mặt niệm. Thôi giờ bộ đứng cái này các bạn. Đó. Xong rồi gục mặt xuống buồn. Đó. Quá buồn. Thật là buồn. Sau đó mình sẽ... Ủa? Hello H1H3. Ủa em đang thăm mộ anh của em hả? Mình sẽ dùng đặt cái bông này, sau đó là mình chạy. Trời ơi, bà nội này làm gì vậy? Hết rồi các bạn ơi, Jimmy nó xuất hiện rồi. Thì làm sao mà được đây, trời đất ơi. Chị này. Được rồi, H1H3 sẽ núp ở đây. Đó, sau đó một chút sẽ baby H1H3, H1H4 sẽ chạy ra đây. Chỉ lộn. Sau đó H1H3 sẽ phát hiện. Oh no, H1H4
4 baby kìa. Rồi, đánh nhau các bạn. Đánh nhau. Sao đó. Kêu. Rồi, hợp lý. Trời ơi. Hợp lý rồi đó các bạn, nhưng mà cảnh đó hơi bị zombie phá đám nha. Chết rồi. Nếu như vậy thì không biết là nó có bị lỗi hay nó có bị gì không nữa các bạn ơi. Zombie đi rồi. Được, xuống. Mình xuống dưới để mình đóng cảnh tiếp theo thôi. Ok, đặt cái chỗ này ra đi. Chỗ này ra. Bây giờ mình sẽ lấy lại cái block đất đó. 2 3 tiếp theo là mình sẽ biến, chuẩn bị chọn đó. H1 H4 baby các bạn. Sau đó mình sẽ bấm cái này biến hình. H4 baby rồi, nhưng mà H4 baby thì cầm cái gì, vũ khí gì cho hợp lý đây ta? Cầm cái cây này đi. Hợp lý. Rồi, đứng ở dưới này. Đợi H1 H3 tới các bạn ơi. Đâu rồi ta? H1 H3 đâu rồi? Tới đây đi nào. Chân không? Giờ tới rồi đó. Đợi xíu các bạn ơi. Nếu mà mình không đợi là không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Ok. Rồi kìa. Khúc này là hồi nãy đặt cái bông rồi, các bạn nghe tiếng không? Ồ, được rồi, bây giờ đập lên. Chạy đằng kia kìa. Bây giờ em bé H1 H4 sẽ chạy tới đây. Baby H1 H4 mà các bạn. Chạy theo. May quá các bạn ơi. Ôi xa. Ngươi còn làm như vậy nữa hả? Con hiền nhau vô. Quăng cái này lại. Baby H1 H4 thì cũng phải chạy rồi các bạn. Baby. Rồi, chuẩn bị nhảy xuống cái hồ biến mất nè. Bum. Chuẩn bị coi cái bộ phim của mình thôi nào. Let's go. Ok các bạn, bây giờ thì mình sẽ bấm lại cho các bạn coi đoạn phim của mình như thế nào nha. Được rồi, bây giờ H1 H4 đang ở dưới này nè. Đó, các bạn thấy không? Đó, đây chính là H1 H4 nha. Ok, H1 H3 đang chạy tới nè. Hợp lý. Ảo nào mình thấy lâu lâu thì ra là đứng buồn một xíu nữa các bạn. Nên vì thế các bạn mới thấy cảm giác nó bị lâu đó. Tới rồi. Buồn quá trời ơi, H1 H3 kìa. Rồi, một gục mặt xuống nè. Đó. Đặt đi. H1 H3 ơi, đặt đi. Ủa? À, khúc này Jimmy chạy tới hồi nãy nè các bạn. Đó. Rồi. Đặt cái bông. Buồn quá. Chạy, đi thôi. Đó, nè. Các bạn coi, chuẩn bị H1, H4 baby xuất hiện lên nè. Đập, búp. Đó, bay lên. Nhìn thấy H1 H3. Sau đó bay tới. Ha. Đó, bay tới nè các bạn. Đó, chạy tới. Rồi, H1 H3 đạn này nè. Rồi, bay tới nè. Rồi. Tới công chuyện rồi. Đánh nhau. H1 H4 baby đánh với lại H1 H3 các bạn. Bum. Bum. Ui giời ơi, giết được luôn. Có không? H1 H3 có nằm cái tì nữa kìa các bạn. Rồi, chạy đi. Đúng rồi. Bây giờ nhảy xuống hồ nước cái mất tiêu nè. 3 2 1 bum. Vậy là hoàn thành xong rồi đó các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bay qua nhà của anh đồng nói anh tô gà rồi đậu xanh. Bây giờ mình bay qua nhà của hàng tô gà để coi thử coi tụi kia đó đang làm gì. Sẵn tiện bắt đầu của tụi mình cuộc cho anh luôn các bạn. Các bạn ơi, tụi nó đang mở một cái tiệc gì đó để tụi nó ăn mừng gì đó rồi các bạn. Mấy thằng quỷ sứ này hôm nay ngày vui quá mọi người ơi. Đúng vậy. Con tô gà, con tô gà. H1 H4 nó nằm xuống rồi, nhưng mà quan trọng là đứa nào làm con gà của tôi nhìn kỹ quá vậy. Chân chí mừng ra nhìn ái cái tí rồi chứ. Ăn mừng ái qua nhìn kiến qua nhìn sáng mà. Thôi kệ, được rồi, mọi người chúng ăn mừng đi anh em ơi. Các bạn chúc mừng năm mới đi tô gà. Ồ, tụi nó đang ăn mừng ngày H1 H4 ra đi các bạn. Thằng mấy thằng này thiệt là hổ báo thiệt. Tụi nó rất là vui mừng khi mà không còn H1 H4 nữa. Trời ơi, người ta ngầu như vậy mà đúng không các bạn? Mấy thằng này không biết gì hết. Nó đang ăn cái gì? Ăn tiệc linh đình thiệt chứ. Thôi, ăn xong rồi. Ui, tụi nó nhảy luôn rồi các bạn. Nhảy ra. Trời ơi, tụi nó chơi bời tờ lưa hết luôn rồi các bạn ơi. Mấy thằng này đúng là một cái buổi bật cây thiệt là lớn luôn rồi đó. Tụi mày có muốn nghe điều này không? Tao nhớ ra rồi. Gì vậy? Bây giờ tao nhảy tao mới nhớ hồi nãy tao gặp H1 H3 đứng trước H1 H4 á. Cái gì? H1 H3. Đi nhanh dữ vậy trời. Tụi nó đi qua cái chỗ cái mộ thiệt rồi các bạn. Cơ hội của mình đến rồi. Được rồi, đi. Ồ,
tụi nó trên đường đi, tụi nó đang chạy đi rồi các bạn. Được rồi. Vậy là kế hoạch của mình không cần dụ nó qua luôn. Tụi nó tự đem, tự cắn câu rồi. Chờ nó chạy gần tới, mình sẽ bấm nút cho H123 xuất hiện ra các bạn. Đó, 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 đang chạy tới rồi nè. Anh trai mưa luôn kìa, mấy thằng này. Sao vậy? Gì vậy? Nhìn Huy đúp kìa, đừng nhìn Huy đúp nhìn anh nè. Rồi. Bỏ cái bông này là để anh bắt em. Ở đâu vậy? Ôi, tụi nó không quan tâm thì cái mộ luôn rồi, xong rồi. Ôi, bỏ ba đi đâu rồi? Ôi, bỏ ba đi đâu? Hợp lý dữ. Cái đầu mộ lên có cái đầu đó. Cái mộ nó tự quay trở lại luôn rồi các bạn ơi. Đâu rồi. Trống công luôn rồi. Kỳ vậy. Mộ có gì đâu. Lật tung cái mộ của H1, H4 luôn. Tụi mày bị đứt rồi. Đây đâu rồi H1, H4. Tụi mày giết rồi thì còn đâu trong đây nữa. Tụi bay ơi, tao có một cái ý kiến này. Bây giờ em bé thì tụi nó thích gì ta? Uống sữa. Hay da. Rồi bây giờ mày định làm gì? Mày định làm cái gì? Mày nói đi. Phải nè bây, phải gọi lấy bình sữa cho em. Thì bắt chị ta lấy bình sữa giúp mày. Bây giờ phải lấy sữa ra dụ nó, mình mới bắt được thằng đó mới xử nó được. Chị đi lấy sữa đi. Nhanh lên. Lên đây. Thôi đi về lại chỗ mày. Chỗ mày hả bớt bớt đi. Đi về. Bức sữa luôn hết sữa rồi, giờ sao dụ đi. Thôi mọi người, cái gì hả chị? Giọng đi cần làm là xây mộ cho H1, H3 đi. Đúng rồi. Mấy cái phải rồi. Xây ở giữa bàn tự nhớ thôi. Xây mộ cho H1, H3 luôn đi. Đây cho mày. Để cái mộ H1, H3 trước cửa nhà tôi đi. Trước nhà tao mày. Cửa nhà tôi không nhận. Nhà tôi. Để cho mộ quay trong nhà tôi nè. Trời ơi, bây giờ cái mộ mà tụi nó cũng dành chân ở nhà tụi nó nữa chứ, mấy thằng ông nội này nó muốn lại luôn. Bên em suốt đời H1, H3. Trời ơi, công nhận á chị Nabi, hồi nãy chị có thấy H1, H4 bị bì không? Cú tìm vô mày quê. Trời ơi, đáng yêu không tả được. Thiệt một cái xin nói muốn tiểu luôn lý. Vậy á. Ừ, đã vậy rồi, em kể chị Nabi nghe nha. Không những như tới mà nó còn giết cái con quỷ cái ác độc H1, H3. Em không ưa nó, tại vì mỗi lần á em bắt chuyện với nó kiểu bây giờ nha, em sẽ lên tiếng là em bảo vệ H1, H4 bi tụi nó mà xử cái là em đập bể nhà tụi nó luôn á. Ok, mình đi qua bên đồn cảnh sát, mình bắt đầu lấy bom đạn đồ đầy đủ đi chị, trang bị lên người. Ok, mặc giáp được luôn nha.
phòng chống men thùng đó. Được rồi, bây giờ H1, H4 baby cũng có si mê luôn rồi. Thôi bây giờ làng tụi mình chia thành hai phe luôn rồi bạn ơi. Con gái thì nó lại mê H1, H4 baby, còn mấy thằng con trai thì đương nhiên mê H1, H3 rồi các bạn. Được rồi tụi bay ơi. Trời ơi, thầy sẽ mộn đi. Bây giờ nó hỏi em Ơi được coi tới rồi nè, làm phụ tôi coi. Tại vậy làm mẹ đó mệt ba gì đâu ra vậy đâu ra vậy giờ đến tao tao đây nhà tao nha nhà tao nha nhà tao đất ra đất phù sa màu mỡ mày nằm ở đây phù sa gì màu mỡ này có gần xong đâu cha. Trời ơi thích được không, chỗ này tao tự hả làm xong luôn không đi tao tao quá pha của tao chung tự chung đi nè chui nó vô chung nó vô đi rồi chứ mình đâu có giành được gì nữa đâu. Nghe làm gì hay dữ đi trời. Ủa mấy thằng này ăn mộ mà tụi nó cũng giành say ở nhà tụi nó nữa, không hiểu được mấy thằng khùng này luôn á. Ây tao có ý kiến này nè, hay là tụi mình bây giờ kiếm một cái chỗ mà trời ơi thằng nào cứ chỗ tại chỗ nào mà gần tất cả mọi người đi trung tâm của cái làng đi giữa làng luôn. Tâm giữa làng luôn. Một nơi nào linh thiêng đi thôi. Được rồi, bây giờ nó xây bộ H1, H3 ở giữa làng luôn hả trời, mấy thằng này nó khùng quá trời ơi. Bây giờ ai mà nhớ là đi ra ôm miếng xong vô ngủ là được rồi chứ gì. Trời ơi ôm cái muộn miếng xong vô ngủ còn nào nhớ. Trời ơi là trời, mấy thằng ông nội này nó khùng hết rồi. Bây giờ mình sẽ chạy qua này để coi thử mấy bà con gái chuẩn bị cái gì rồi các bạn. Ok trời ơi mặt giáp từ quá gì luôn kìa. Từ từ em sẽ đi lấy điện súng. Cái gì vậy, mặt giáp gì vậy, chuẩn bị tiên chiến với mấy thằng con trai luôn rồi các bạn. Ui giời ơi, giờ tụi nó biết chết gì gái là cái chết như thế nào. Tụi mày gái gì gái là cái chết ngu ngốc. Ui giời ơi, một cái đứa hung dữ làm phản hai đứa con gái tụi này. Cho tụi mày biết thế nào. Qua này căng bản thật chứ. Đi 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 qua đây qua này coi của tụi này xây sao các bạn. Ui giời, tụi nó xây xong cái mộ cho H1, H3 rồi kìa các bạn. Ui giời ơi, không biết tụi nó làm gì ta. Trời ơi mọi người nhìn mà khác mốt ba lần cuối đi. Trời ơi đau quá kìa. Đâu có cái bộ xương đó vậy trời. Ôi ơi tôi vô tao nằm chung đây. Trời ơi, tôi vô nằm chứ. Ai ơi trời ơi. Mày cuối rồi mọi người. Đừng có làm vậy. Chỗ này là linh thiêng, ta nên lắp lại. Vậy ra được rồi. Linh thiêng. Mày này ảo là cái ảo thật đấy. Mặc dù là không biết hả thân thể đâu nên tụi mình đã xây bằng gì cao su nên nhưng mà trời tưởng tượng này được rồi. Tôi là trời mấy thằng này căng thẳng này chứ. Không biết một chút của nó sao nữa đây. Thôi được rồi tụi bay, bây giờ chúng ta cần làm một việc rất là hả trời kính trọng người đã khuất, đó chính là thắp hương nén nhang. Thắp một nén nhang. Hợp lý. Rồi để tôi làm trước cho. H1, H3 chấm hỏi nó còn không biết H1, H3 sinh ngày nào tháng nào. Mình cũng không biết thiệt các bạn. Còn cái gì nữa đây, 17/7/2022 đúng rồi ngày hôm nay đó. Đây tặng cho em thêm một cây nữa. Ui rồi ơi nó đốt sao tao nó nằm xuống rồi mày. Tặng cho em thêm một cây nữa. Nào cấm ngu vậy biết. Mày biết thẳng nào thẳng lối không? Cấm được chỗ nào vậy? Con biết giỏi luôn mày ngu ơi. Mày ngu thiệt sự dẹp đi ta chỗ buồn mà đang tưởng em mày cười hoài tao đấm mày giờ. Ôi giời ơi căng thẳng thì chứ H1, H3 tụi nó 5 tiếng mặc niệm. 5 tiếng nằm ở đây 5 tiếng thiệt luôn á ta. Được rồi bây giờ mình qua bay coi tụi con gái thử coi làm được những gì vậy các bạn. Đâu ta? À đây thấy rồi, hèn gì nghe tiếng. Ủa xe gì, xe ba gác hả trời? Gì trời, xe gì ngộ vậy? Xe đi chuẩn bị đi đánh nhau mà ở đây độ xe rồi các thứ luôn rồi nè các bạn. Mỗi bật lên xe cho tụi nó thấy là ok tụi mày hả? Tức giận cỡ nào? Căng thẳng vậy để trời. Để tôi làm cho nó xe của mình là nhìn một cái là sợ liền, ngầu liền. Có súng đầy đủ. Trời ơi, có đợt súng này tụi nó có nhanh nổi đâu. Ơi, quay lại tụi kia thôi. Để coi tụi nó làm gì tiếp theo coi. Ui, thấy hình gì kìa? Ôi, mỏi quá không mặc niệm đâu. Bốn baby. Đưa hình cho tao đi. Giá khắp làng luôn cho mọi người biết. Rồi. Đang niệm rồi, bây giờ phải hành động thôi. Ôi trời ơi, tụi nó dán cắm H1, H4 baby khắp làng luôn rồi các bạn ơi. Mày baby baby không? Baby nè. Ôi trời láo thì chứ. Baby. Trời mặc niệm 5 tiếng nằm mới 20 phút mà mệt rồi. Trời ơi, sao tông tôi vậy? Ây da. Làm gì vậy? Vô rồi.
Sao mọi người nói sao gì kỳ vậy? Ôi trời ơi, cầm súng. Ôi trời ơi. Mọi người có thể phá nhà tôi hay là nhà ai cũng được, nhưng mà không được đụng tới cái mộ của anh Mộc Ba. Đúng vậy, đúng vậy. Ôi, ném bom rồi. Ôi, rồi sao rồi, đụng điên rồi. Đừng bao giờ chọc con gái giận, hiểu chưa? Bây giờ đi tới nhà của thằng Hà Chi. Mày à bưởi, mày à bưởi. Ôi giời, ôi giời, ôi giời, ôi giời. Mọi người của mày thì không ai là mọi người của mày hết á. Mày dám giết em bé, mày không coi thường tính mạng của người ta như vậy. Mày coi như vậy mà được mày hả? Tụi mày phải giao ra thằng nào là người giết em bé. H1, H4. Được có giết, bà trời là gì? Trong tất cả những thằng bay, thằng nào cũng ra được thì tao sẽ phá nát nguyên cái làng này. Tao không bao giờ cho tụi mày. Tụi bay chỉ cần xây mỏ các bỏ bà là gì là đặt chết luôn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, căng thẳng quá các bạn ơi, căng thẳng quá các bạn ơi. Thôi các bạn ơi, video này cũng tới đây thôi là được rồi. Các bạn thích mình làm tiếp thêm về H1H4 Baby gì nữa, hãy comment ở bên dưới. Mình sẽ làm theo yêu cầu của các bạn cùng nhau đi. Hẹn gặp lại bạn những video clip tiếp theo. Bye bye.